Thưa quý vị, từ hôm qua đến ngày hôm nay, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một bé trai ở Bắc Ninh mất tích bí ẩn khi đang chơi ở công viên cùng với người thân. Bé trai được xác định là Nguyễn Gia Bảo, sinh năm 2018, trú tại phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh, bị mất tích tại công viên Nguyễn Văn Cử. Vâng, đúng là như vậy và từ đêm ngày hôm qua cho đến nay, Công an thành phố Bắc Ninh đã cử đội cảnh sát hình sự phối hợp với các cơ quan trên địa bàn các phường cùng với người thân của cháu bé tiến hành tìm kiếm và trích xuất qua camera an ninh của công viên và những nhà dân xung quanh nhưng vẫn chưa có tung tích của cháu bé này. Theo trình báo của gia đình vào khoảng 17 giờ ngày 21 tháng 8, cháu Nguyễn Gia Bảo được bố đưa đến công viên Nguyễn Văn Cử thành phố Bắc Ninh chơi. Tuy nhiên chỉ vài phút sau, người bố không thấy con đâu, liền hốt hoảng đi tìm. Ngay sau đó, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng, đồng thời đăng tải thông tin cháu bé mất tích lên mạng xã hội nhờ giúp đỡ. Vào tối cùng ngày, lực lượng công an huy động cả chó nghiệp vụ tới hiện trường, trích xuất camera an ninh nhà dân để tìm tung tích cháu bé suốt đêm Hàng trăm người dân cũng có mặt tại công viên Nguyễn Văn Cử và hồ điều hòa gần đó để cùng tham gia tìm kiếm cháu bé. Anh Hưng là bố cháu bé cho biết qua trích xuất camera vào thời điểm trước khi bé mất tích có thấy một người phụ nữ khoảng gần 50 tuổi vẫy tay gọi cháu hai lần tại công viên. Tuy nhiên sau đó cháu bé có đi theo người phụ nữ này hay không thì camera an ninh chưa soi thấy, vì thế chưa thể kết luận được điều gì. Gọi thằng cò đi cùng này. Nó đang đang gọi thằng cò đi cùng. Thưa quý vị, việc cháu bé 2 tuổi bị mất tích một cách bí ẩn đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người dân tại Bắc Ninh. Người dân dù quen hay lạ đều giúp đỡ gia đình cháu bé khẩn trương vào cuộc và truy lùng từng ngóc ngách tới tận đần sáng mới dừng. Những người dùng mạng xã hội cũng đã chung tay chia sẻ thông tin này, mong sớm tìm thấy cháu bé. Vâng và đến chiều tối ngày hôm nay thì cháu bé vẫn chưa tìm thấy. Gia đình cháu bé nhận định nhiều khả năng cháu không còn ở Bắc Ninh nên kêu gọi người dân có camera hành trình ô tô đi lại ở đoạn Hồ Điều Hòa, ngã tư từ... Viện Sản Nhi thuộc đường Bình Thanh, Đại Phúc, đường 53, đường ngã tư Nguyễn Trãi với Bình Than có thể cung cấp cho cơ quan công an thành phố Bắc Ninh giúp đỡ gia đình sớm tìm được cháu bé này.